Giá phân bón hôm nay ngày 13 tháng 5 năm 2024, giá phân URI, phân NDK, phân Kali toàn quốc. Bản giá phân bón được chợ giá tự động cập nhật liên tục từ các đầu mối phân phối trên cả nước. Bản giá áp dụng tại thị trường thành phố. Hồ Chí Minh. Một số địa phương sẽ có mức giá khác nhau tùy vào từng khu vực địa lý. Miền Trung. Phân URE. Phú Mỹ.

phân kali bột Canada 580.000-610.000 Hà Anh 570.000-610.000 Giá lúa gạo hôm nay ngày 13 tháng 5 tại khu vực đồng bằng sông cửu long duy trì ổn định so với hôm qua. Cụ thể với gạo, giá gạo nguyên liệu Ir 504 ổn định quanh mốc 11.550-11.650 đồng 1 kg gạo thành phẩm IR504 dao động quanh mức 13.900, 14.000 đồng 1 kg. Tương tự, giá phụ phẩm hôm nay giữ ổn định với tấm và cám khô. Hiện giá tấm ong 5.451 duy trì ổn định ở mức 10.400, 10.500 đồng 1 kg, cám khô dao động quanh mốc 6.600, 6.700 đồng 1 kg. Tại các chợ lẻ, giá gạo cũng không có biến động. Hiện giá gạo thường dao động quanh mốc 15.000, 16.000 đồng 1 kg, gạo Jasmine 17.500, 19.000 đồng 1 kg, gạo nàng nhen 26.000 đồng 1 kg, thơm thái hạt dài 19.000, 20.000 đồng 1 kg, gạo hương lại 20.000 đồng 1 kg, gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng 1 kg. Gạo trắng thông dụng 18.000 đồng 1 kg, gạo nàng hoa 19.500 đồng 1 kg, gạo sóc thường 18.000. 19.000 đồng 1 kg, gạo Sóc Thái giá 18.500 đồng 1 kg, gạo Nhật giá 22.000 đồng 1 kg. Với mặt hàng lúa, theo cập nhật từ tỉnh An Giang, lúa ông 380 ở mức 7.600, 7.800 đồng 1 kg, lúa Đài thơm 8 duy trì ở mức 7.800, 8.000 đồng 1 kg, giá lúa IR504 dao động quanh mức 7.400, 7.600 đồng 1 kg

nếp long an khô ở mức 9.800, 10.100 đồng 1 kg. Ghi nhận tại các địa phương khu vực đồng bằng sông Cửu Long, lúa khô các loại ở mức cao, một số bạn hàng giữ lại lượng ít, ra hàng chậm. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu hôm nay duy trì ổn định so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo xuất khẩu 5% tấm hiện ở mức 587 đô la Mỹ một tấn. Gạo 25% tấm ở mức 560 đô la Mỹ một tấn, gạo 100% tấm duy trì ổn định ở mức 480 đô la Mỹ một tấn.